cho khoảng 3 muỗng canh con mẻ. Phần hành của mình nha, cái phần hành mình đã băm là hai củ hành mình đã băm nhuyễn. Đây, còn ớt thì để bao giờ mình nấu xong là mình hãy bỏ vào nhé. Đây, cái phần nghệ này mình đã băm nhuyễn thì mình cho khoảng một nửa thôi. Cà phê muối. Hai muỗng cà phê bột ngọt. Một muỗng cà phê hạt nêm. Một muỗng canh dầu ăn. Đây, mình đảo đều nhé. Mình đảo đều cho cái phần lươn và các gia vị và bông chuối nó sẽ thấm đều gia vị. Đấy, mình đã thế này thì trong khoảng từ 10 đến 15 phút sau thì mình sẽ thực hiện quấn nhé. Đây, sau khi mà mình đã ướp trong khoảng 15 phút thì các bạn thấy đó, cái rau chuối này nó sẽ mềm ra nha, và cái thân lươn này thì nó sẽ chắc hơn nha. Bây giờ thì mình sẽ quấn cái phần hoa chuối này nó nằm bên trong. Lươn sẽ khoanh vào bên ngoài nhé. Đây. Thì khoanh như thế này xong rồi ta xếp vào nồi này. Cái phần lươn mà mình đã quấn xong thì bây giờ mình sẽ hơi ít nước thì mình sẽ cho thêm một ít nước vào nhé. Rồi, mình đã xong cái phần quấn thì các bạn nhìn thấy có hấp dẫn không ạ? Bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu nha. Thì để như được cái nồi này thì mình nấu trong khoảng từ 10 đến 15 phút nhé, là chín. Đây, khi nồi lươn của mình đã sôi thì các bạn nên mở vung đây nha, không nó sẽ bồng đấy. Cái phần lươn này
thì mình đổ xăm sắp nước, cái phần cho nó xăm sắp nước nè, thì mình không phải đảo gì hết á, thì để đun khoảng cho nó sôi khoảng từ 10 đến 15 phút thì nó sẽ chín nhé. Đấy, các bạn thấy không, cái phần thịt lươn mà sau khi mình đã làm và ướp gia vị với các gia vị thì nó sẽ săn, nó chắc như thế này, khi nấu nó sẽ không bị nát nhé, và thịt nó rất thơm. Các bạn để lửa riu riu thôi nhé. Sau khi mà cái nồi lươn nấu hoa chuối của mình đã sôi từ 15 phút thì mình cho rau, cái rau thơm vào luôn nha. Rau là mình đã chuẩn bị như cái phần rau mình đã lên lần trước á. Và thêm vài lát ớt vào nhé. Mình ăn cay thì mình bỏ thêm, còn là mình không ăn cay thì mình bỏ ít thôi. Thì các bạn nếu mà không ăn cay thì các bạn có thể bỏ thay như là tiêu, thay ớt, nó sẽ giảm độ cay. Đấy, bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Mình đã thực hiện món lươn nấu hoa chuối của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.